chào mọi người quay trở lại kênh YouTube của An Phát Counter. Nếu như mà chơi game bằng chuột và bàn phím trở nên quá là nhàm chán và bạn là một fan của tay cầm thì chắc chắn là phải xem video này. Lợi thế đầu tiên là bạn sẽ không cần một khoảng không gian quá là rộng để đặt chuột và phím. Hơn nữa thì việc tối giản các cổng USB hay là dây dợ đi kèm, thế nên tay cầm vẫn sẽ là sự lựa chọn tốt cho việc chơi game. Và sau đây thì sẽ là top tay cầm cực kỳ đáng sở hữu cho các anh em game thủ. Top 1, cái tên khá là quen thuộc, ở phân khúc dưới 500.000 đồng, chúng ta sẽ có Logitech F310 với mức giá là 449.000 đồng. Về thiết kế thì cực kỳ nhỏ gọn này, hai cần analog thì sẽ cho cảm giác bấm khá là tốt, không bị lỏng lẻo. Phần tay cầm này thì được thiết kế với lớp đệm cao su giúp cầm nắm rất là chắc chắn và chống thấm mồ hôi, phù hợp với những game thủ nào chơi game trong một thời gian dài. Mặc dù thì đã có mặt trên thị trường khá là lâu rồi, thế nhưng mà vẫn tương thích tốt với các game từ cũ cho tới mới. Đặc biệt thì còn rất là dễ dàng cài đặt và sử dụng ở trên máy tính nữa, có khả năng kết nối với cả TV. Duy nhất là chỉ có một điều là đối với các game thủ hiện nay thì nhu cầu chơi game thoải mái ở khoảng cách xa như là khi các bạn đá PES hay là chơi Evo 4 thì thường chọn tay cầm không dây để tránh việc dây dợ lằng nhằng, thì Logitech lại là dạng tay cầm có dây. Tuy nhiên thì dây kết nối của F310 thì lên đến là 1,8m và việc có dây thì chắc chắn là kết nối sẽ ổn định hơn rất là nhiều. Thế nên là nếu như các bạn muốn chọn tay cầm không dây thì chúng ta sẽ đến ngay với top 2 và top 3 với hai tay cầm đến từ nhà PXN. Mình sẽ có hai mã ở đây để cho các bạn lựa chọn. Một là PXN9613 với tông màu trắng là chủ đạo và PXN9616 với tông màu chủ đạo là đỏ và đen. Hai mẫu này thì có cùng mức giá với nhau là 599.000 đồng. Tuy nhiên thì về tính năng thì 9616 sẽ có lợi thế hơn một chút là ngoài kết nối được các nền tảng như là Windows này, Android này, Smart TV thì 9616 còn có thể kết nối với cả PS3. Ở phân khúc giá rẻ dưới 1 triệu đồng thế nhưng chất lượng của PXN đem lại thì thực sự tốt hơn rất là nhiều so với những gì mà mình mong đợi. Về ưu điểm thì analog ở đây không quá cứng, rất là dễ ấn, dễ thao tác. Phần kết nối Bluetooth cũng nhanh, ổn định. Pin này thì sẽ là pin được cắm dây vào sạc với thời gian sạc sẽ là tầm 3-4 tiếng và các bạn có thể dùng kéo dài lên đến 8 tiếng. Có chế độ rung tay, tuy nhiên thì mình nghĩ đây cũng sẽ là một nhược điểm nho nhỏ của chiếc tay cầm này, khi mà phần rung thì sẽ rung chỉ ở phần giữa này thôi, còn ở hai bên này thì các bạn gần như sẽ không cảm nhận được gì. Nếu như mà để lựa chọn giữa PXN với cả Xbox 360 thì chắc chắn là mình sẽ chọn em này vì cảm giác cầm thích hơn, giá ok hơn và cũng có kết nối không dây. Đến với top 3 thì chúng ta sẽ có một mức giá chỉ bằng một nửa so với PS5. Ở đây là MSI Forger C30 với mức giá là 990.000 đồng. Với form tay cầm thì cũng giống với Xbox, thế nên là các bạn hoàn toàn có thể dễ dàng sử dụng mà không cần mất nhiều thời gian để làm quen. Sản phẩm này thì sẽ hỗ trợ nền tảng từ Windows 7 trở lên này, Android 4.1 trở lên, PS3 trở lên, nhưng mà lại không hỗ trợ nền tảng iOS. Các phím bấm ở đây như là X, Y, A, B thì có độ nảy khá là tốt, phản hồi tín hiệu nhanh. Tuổi thọ của phím thì lên đến tận là 2 triệu lần nhấn. Trải nghiệm thực tế thì tay cầm chơi game MSI này sẽ không có hiện tượng ỏ mẹ một chút nào cả, rất là chắc chắn khi các bạn bóp mạnh này. Chất lượng hoàn thiện thì cực kỳ tốt, kết nối ổn định khi kết nối không dây lẫn cả có dây. Và mình cũng sẽ chỉ có một lưu ý nho nhỏ là ở phần cầm analog của tay với phần nhựa cứng thì sẽ không được bọc cao su, thế nên là sẽ không mang đến độ bám tay và thoải mái nhiều nếu như mà các bạn sử dụng trong một thời gian dài. Cuối cùng ở đây thì không có gì phải bàn cãi, nghe đến tên thôi thì đã thể hiện được đẳng cấp của nó rồi. DualSync của PS5, một trong những mẫu tay cầm khá là đắt trong phân khúc với mức giá hơn 2 triệu đồng. Cụ thể ở đây là 2.399.000 đồng. Với phiên bản mới này thì các bạn sẽ cảm thấy đầm tay hơn khi cầm nắm này. Sony thì cũng đã cải tiến theo hướng giống với kiểu dáng tay cầm của Xbox nên là cầm nắm rất là thoải mái, không bị mỏi tay khi mọi người cầm quá là lâu. Phần tay cầm thì cực kỳ chắc chắn, hoàn thiện tốt này. Các nút bố trí thì cực kỳ hợp lý. Phần nút bấm ở đây sẽ là nút bấm trong suốt, nhìn rất là đẹp, không hề có hiện tượng nhựa bị lão hóa, bị đục sau một thời gian mà các bạn sử dụng. Độ rung thì mình cảm thấy là nhẹ hơn DualShock 4, thế nhưng mà lại êm hơn. Mình thì khá là thích cảm giác này. Cầm analog thì rất là nhẹ này, điều khiển rất là chính xác, chơi game thì cực kỳ sướng. Thời lượng pin thì sẽ rơi vào khoảng tầm từ 6-8 tiếng khi các bạn chơi liên tục.
Tuy nhiên thì rất là nhiều các tính năng mới mà nhiều game hiện nay chưa cập nhật được. Thế nên là nếu như mà các bạn đã có PS5 rồi thì việc đầu tư em tay cầm này chắc chắn sẽ là cực kỳ hợp lý. Tổng kết lại ở đây thì chúng ta sẽ có đó chính là tay cầm của PS5 này, tay cầm của MSI, tay cầm của PXN và tay cầm của Logitech. Ở đây thì mình sẽ có đến 5 loại tay cầm để cho các bạn lựa chọn. Và nếu như là các bạn thì các bạn sẽ chọn mẫu tay cầm nào, bình luận ngay ở dưới cho mình biết nhé. Và hẹn gặp lại mọi người trong những video sau. Xin cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi hết video này. Và nếu như có thắc mắc về bất kỳ sản phẩm hay chương trình khuyến mại nào thì đường link tư vấn miễn phí cũng như là mua hàng mình sẽ để ngay dưới phần mô tả của video. Và nếu chưa đủ tiền để rước em nó về, đừng quên là An Phát có trả góp 0%. Nhớ like, share cũng như subscribe và để lại ý kiến của mình dưới phần bình luận nhé. Hẹn gặp lại mọi người trong những video tiếp theo.